Siren Hill quay trở lại. Ê, tụi bay từ từ đi. Bây giờ ta sẽ cho tụi bay xem một cái này. Tao không có sợ đâu. Thầy ơi, cái này là kiểm tra 15 tiết đó thầy. Mà còn một là 2, 2 thì là 4 mà thầy. Thầy ơi, cứu em với thầy ơi. Đừng thầy ơi, cứu em với thầy ơi. Bây giờ chúng ta đi thôi mấy đứa ơi. Đây là xe lội nước của thầy. Xe hư rồi, em bắn nó đi, thầy sẽ sửa xe. Ê, đừng có bước qua đây nha. Mày đừng tưởng là tao sợ là mày làm tới nha. Ê, thầy ơi, xong chưa thầy trời ơi, đi lẹ, đừng đứng lên nữa. Thầy chạy xe rất là an toàn, mấy em cứ yên tâm đi. Ôi, trời ơi, chúng ta bị chặn đường rồi, không đi được nữa đâu. Liệu thầy trò của thầy Herobrine có vượt qua được khó khăn này không? Các bạn nhớ like và subscribe thật mạnh để xem full tập nha.